Trong clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái model Jura Enaform, một trong những cái model mới nhất của Jura vào năm 2022 này. Trước mặt các bạn đây là một cái siêu phẩm của năm 2022, thì các bạn nhìn thấy nó khá là nhỏ trong cái tay của tôi, tầm 20 cm nha các bạn, chỉ có một găng tay thôi, chỉ có một găng tay duy nhất thôi. Rồi thứ hai nữa là cái vòi này có thể di chuyển cao thấp được, mình có thể đặt để ly cao hoặc ly thấp. Là cái điểm thu hút tôi nhất đó chính là cái bình nước. Cái bình nước này nó khá là đặc biệt nha. Tôi sẽ mở nắp ra trước để không có bị rơi rớt. Tôi sẽ lấy ra cho các bạn xem. Nó rất là sắc sảo. Khi mà các bạn nhìn á, nó giống như một cái khối pha lê vậy. Quay qua cái kế tiếp đó là cái hộc cà phê. Cái hộc cà phê thì ở đây là cái nắp của nó. Và cái điểm mạnh nhất của cái máy đó chính là cái ron cao su về của cái nắp hộc cà phê. Cái ron cao su này nó sẽ giữ kín cái không khí, không cho cái cà phê của bạn bị bay mùi và bị giảm chất lượng trong cái khoảng thời gian các bạn sử dụng. Cuối cùng đó là cái khay nước thải và hộc bã của cái máy pha cà phê, thì khi nó nằm ngay trước mặt luôn, mình dễ dàng tháo ra tháo vô. Đây, ở đây của tôi, ở phần bên dưới của cái khay đó là cái nắp mở lên mở xuống, thì các bạn có thể đổ nước thải đi một cách rất là dễ dàng. Và đây là cái hộc bã cà phê khá là nhỏ nhắn xinh xắn nha, thì cái này nó sẽ chứa được lên tới là khoảng từ 10 cho đến 12 ly cà phê, tùy theo cái ly cà phê bạn uống đậm hay là nhạt. Nếu mà nhạt thì nó sẽ ít đi, nó chứa lên tới 12. Còn mà nếu mà bạn uống đậm thì nó sẽ nhiều hơn. Thì cái lượng cà phê nó chứa trong đây khoảng tầm 10 ly thôi. Để bắt đầu vận hành lần đầu tiên thì tôi sẽ tiến hành lắp bộ lọc nước cho cái bình chứa nước này. Thì cái đầu tiên là tôi sẽ tháo nó ra. Rồi. Thứ hai nữa là các bạn cần phải có bộ lọc nước Larismart Mini. Các bạn có thể dùng cái Larismart để lắp bộ lọc nước cũng được. Mục tiêu của các bạn là chủ yếu là cái cây này, cái cây chân đế này các bạn có thể thu ngắn hoặc là kéo dài nó ra. Thì ở đây là tôi sẽ kéo dài nó ra. Rồi. Đó. Kéo dài nó ra để sử dụng cho Larismart Mini, hoặc là các bạn có thể thu ngắn lại để sử dụng cho Larismart. Rồi, ok. Thứ hai nữa là đi kèm với máy các bạn sẽ có một cái bộ kit test nước. Tôi sẽ làm cái việc test nước để kiểm tra nó đầu tiên. Rồi, là cái bộ kit test nước nha, của Đức. Thì tôi sẽ tiến hành test nước trước khi mà tôi lắp cái bộ lọc nước cho máy, để tôi kiểm tra coi cái nguồn nước của tôi nó có đủ và đạt tiêu chuẩn đúng hay không. Thì cái bộ kit test nước này các bạn sẽ chuẩn bị một cái ly nước của chính cái nguồn nước các bạn hay uống, thì tôi sẽ bỏ nó vào và ngâm trong khoảng 2 phút. Rồi, sau khi mà hết 2 phút rồi, các bạn có thể lấy cái này ra, thì các bạn có thể thấy là cái nguồn nước của tôi đang sử dụng là khá là sạch, và nó là 5 cái chấm màu xanh hết toàn bộ. Nếu mà nó chuyển qua màu đỏ thì các bạn có thể là cài đặt nó theo cái thông số mà các bạn có ở trên đây. Nếu mà nó chuyển qua màu đỏ thì ở đây là tôi có 5 bạch màu xanh, thì cái lọc nước của tôi khá là tốt, cái nguồn nước của tôi sử dụng cho cái máy rất là tốt. Thì tôi sẽ di chuyển nó qua một bên. Rồi, tôi sẽ tiến hành tôi lắp cái lọc nước vô. Thì cái việc lắp lọc nước này các bạn cần phải có cái chân đế bắt buộc. Ok. Bạn sẽ lấy cái lọc nước ra. Rồi, các bạn sẽ đem đi rửa cái lọc nước này trước khi mà các bạn lắp vào. Tôi sẽ tiến hành đem đi rửa nó. Rồi, thì sau khi mà mình rửa cái lọc nước này nè các bạn, mình sẽ gắn vô nha. Mình sẽ gắn vô như thế này. Trước khi mà mình lắp vào cái bình chứa nước thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp vào luôn. Thì các bạn có thể cầm ở đây nè. Cầm ở đây và cho vào cái bình chứa nước nè. Các bạn có thể thấy ở trong đây nó có từng cái khía, các bạn để vào đúng cái vị trí. Và ở đây nó có cái móc máng cho cái quai nè. Các bạn có thể thấy ha. Thì sau khi mà các bạn để vô rồi thì các bạn sẽ xoay cái này, cái móc máng cho cái quai nó đúng vị trí, rồi các bạn ấn xuống như mình ha. Ấn xuống. Rồi, ấn xuống. Bên đây cũng vậy luôn.
bạn ấn xuống để khóa lại, khóa lại. Và các bạn sẽ sử dụng cái bình nước để các bạn châm nước vào bên trong. Rồi, tôi sẽ đậy nắp lại. Rồi, tiến hành lắp vào màng bên trong của máy. Rồi, mình bật máy thôi. Rồi, thì khi mà mình bật máy, mình muốn cho các bạn xem về cái sách hướng dẫn. Thì ở đây nó có một cái chương khá là quan trọng. Khi mà các bạn bật máy, nó sẽ hiện lên 3 chấm mà các bạn không biết đó là gì. Thì ở đây vào trang thứ 49 nha các bạn. Trang 49 trong sách hướng dẫn sử dụng, nó có thể hiện cho các bạn biết là khi mà cái máy pha cà phê các bạn bật lên, nó sẽ hiện lên tất cả cái này. Thì việc đầu tiên các bạn chọn, thì các bạn có thể chọn coi cái độ cứng của nước. Cái độ cứng của nước đây, từ 1 đến 7 các bạn sẽ chọn 1 hạt, từ 8 đến 15 các bạn sẽ chọn 2 hạt. Thì lúc nãy của mình á, là cái test nước của mình là tổng cộng là 5 hạt màu xanh. 5 cái hạt màu xanh này nó tượng trưng cho từ 1 cho đến 7 độ cứng nước tổng hợp. Thì mình sẽ setup là một cái viên cà phê nha các bạn. Cái máy nó sẽ vệ sinh cái lọc nước cho các bạn nè. Đấy. Ở trong 1 đến 2 ly đầu tiên khi các bạn pha espresso, các bạn có thể bỏ đi. Tại vì cái lượng cà phê bột cũ ở bên trong của máy nó vẫn còn. Và cái lọc nước nó hoàn toàn lúc này là nó mới khởi động thôi. Thì nó mới rửa xong cái phần lọc nước. Do đó thì các bạn có thể pha từ 1 cho đến 2 ly espresso rồi các bạn bỏ đi. Và sau đó từ ly thứ 3 các bạn có thể uống. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi những cái video về việc lắp đặt và vận hành máy pha cà phê Jura Enerfor trong lần đầu tiên. Thì với video này tôi hy vọng các bạn có thể tự vận hành chúng và bắt đầu thưởng thức một cốc cà phê ngay tại nhà. Mình xin cảm ơn các bạn và cùng thưởng thức cà phê tôi nhé.